Thưa quý vị, với chủ đề 75 năm khắc ghi lời Bác, Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ 12, khu vực 2 của Bộ Công an diễn ra tại thành phố Đà Nẵng đã kết thúc thành công tốt đẹp. Những chương trình văn nghệ đặc sắc đến từ 18 đoàn nghệ thuật công an, các đơn vị địa phương đã mang đến ấn tượng sâu đậm về hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân trong lòng người dân và du khách gần xa. Xác định đây là một trong những hoạt động văn hóa chính trị trọng tâm của Bộ Công an, có ý nghĩa thiết thực chào mừng 75 năm ngày Bác Hồ có 6 điều dạy Công an Nhân dân và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, nên mọi mặt chuẩn bị cho liên hoan ở khu vực 2 đã được ban tổ chức thực hiện chu đáo. Mọi kế hoạch từ đảm bảo an ninh trật tự đến việc hỗ trợ 18 đoàn nghệ thuật từ các cục nghiệp vụ, công an các tỉnh bạn đều được các bên họp bàn đưa đến thống nhất để có một mùa liên hoan thực sự trọn vẹn. Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, các ông chí cũng đã đăng cai rất là nhiều các sự kiện của bộ. Nhưng mà cũng lâu rồi các ông chí đăng cai một sự kiện về văn hóa nghệ thuật của bộ như thế này. Các ông chí làm cũng rất bài bản, rất chu đáo và tinh thần rất niềm nở. Thông qua các hình thức nghệ thuật được truyền tải đến nhân dân để giới thiệu những hình tượng đẹp nhất, những việc làm hay của cán bộ chiến sĩ ở cơ sở cũng như ở trên bộ. Trong suốt 4 ngày diễn ra liên hoan, hội trường nhà hát Trương Vương của thành phố luôn chật kín khán giả đến xem cổ vũ. Với 600 diễn viên, cộng tác viên mang đến hơn 90 tiết mục gồm các thể loại đơn ca, song ca, tốt ca, hợp ca, múa, độc tấu, hòa tấu và kịch. Tất cả đều phong phú về thể loại, sáng tạo trong nghệ thuật và đặc biệt là các đơn vị đã mạnh dạn khai thác đề tài mới. Cái cảm nhận của tôi đối với cái công tác chuẩn bị của ban tổ chức rất là kỹ lưỡng, chuẩn bị là từng khâu. Còn cái sự tiếp đón của Công an thành phố Đà Nẵng thì rất là chu đáo và nhiệt tình, làm cho tôi cảm thấy như là tôi đang ở quê nhà của mình. Các tiết mục tham gia liên hoan được dàn dựng công phu, kết cấu chặt chẽ và bám sát chủ đề hội diễn. Nhiều đoàn nghệ thuật đầu tư tốt về đạo cụ, trang phục và biên đạo. Đặc biệt, liên hoan nghệ thuật lần này xuất hiện nhiều tác phẩm mới, nhiều tiết mục thi được biểu diễn xuất sắc, không kém phần chuyên nghiệp, đã mang đến cho người xem một không gian nghệ thuật đầy sắc màu cuốn hút, thể hiện rõ sự phát triển văn hóa nghệ thuật quần chúng của lực lượng Công an Nhân dân. Ở đây có rất nhiều đơn vị mạnh, rất nhiều đơn vị công an đã đầu tư xây dựng từ kịch bản đến đạo diễn, ý thức sân khấu, hình ảnh hoặc là kỹ thuật âm thanh ánh sáng. Chúng tôi cảm thấy rất là xúc động và có rất là có cảm xúc khi mà mình nhìn thấy những chiến sĩ họ đang thể hiện nghệ thuật. Bởi vì mình tìm thấy cái tâm hồn nghệ sĩ trong chiến sĩ, và lần này thì tôi cho là khá là thành công. Buổi công diễn ngoài trời hết sức hoành tráng, phục vụ nhân dân tại công viên Biển Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vào tối ngày 11 tháng 4 đã thu hút được đông đảo nhân dân và du khách hào hứng đón xem. Nãy giờ thì em có xem những tiết mục của các anh chị công an biểu diễn rất là tuyệt vời, không khác gì các nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn, thì em mong là các anh chị luôn luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt để bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo vệ người dân ở đây, và sau này sẽ có những tiết mục biểu diễn hay như thế này nữa. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức chọn trao 4 giải A toàn đoàn cho các đơn vị Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Đà Nẵng và 6 giải B, 6 giải C, 2 giải khuyến khích cho các đoàn nghệ thuật. Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân đã chính thức khép lại sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, hào hứng. Sự thành công của liên hoan đã góp phần lan tỏa tích cực, động viên, cổ vũ cán bộ chiến sĩ hăng hái thi đua, lập công xuất sắc, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.